Ok, lên em. Hôm nay lại tiếp tục một con game mới nữa. Con này có tên là Những Hòn Đảo Eregion nữa. Đây. Game này là một game thế giới mở góc nhìn thứ ba. Phong cách là ARPG, giữa tương tác giữa vật lý và phép thuật. Trong một thế giới là bối cảnh fantasy nữa. Những hòn đảo bay trên trời, hang động. Game này thì được tạo bởi một người á, anh ấy có ghi ngay cái phần mô tả luôn, tên là Luna Orion. Game tuy bị đánh giá mixed dưới 61%, nhưng mà game một người làm như thế này đó, rất ấn tượng này. Game này ra mắt vào tầm này năm ngoái luôn, cách đây khoảng gần năm á. Tuy nhiên dev vẫn cập nhật tương đối đầy đủ nè, cách đây 2 tháng vẫn có bản cập nhật nè. Follow là tận 3.000 lượt, như là rất thành công cho game này đó. Cũng hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ nha, trong đó lồng tiếng chuẩn chỉ nhất thì vẫn là tiếng Anh thôi. Game một người làm mà như thế này là quá là kỳ công á. Coi thử trailer làm sao. Trailer thì animation thì cũng tương đối bình thường thôi. Nhìn cái bộ khiêu mà vẫy vẫy múa múa giống trong Avatar. Avatar là cái thằng nhóc có mũi tên trên đầu chỉ xuống á. Cách khiêu là cứ múa múa múa. Trailer này cũng làm là chỉ có mỗi cái phần SFX thôi, chưa có nghe tiếng lồng nhạc hay là bất cứ gì khác luôn. RAM thì hiện rất là to trên màn hình luôn nha. Có cái rồng luôn nè. Một hòn đảo rất là hỗn loạn với mọi thứ ở đây luôn. Game hiện tại chỉ mới là Early Access thôi nha. Giá game được từng giảm 50% vào cái thời điểm mà 2 tháng sau khi game ra mắt. Đây, dev hứa là sẽ kéo dài khoảng năm thôi. Bây giờ cũng gần năm rồi, chắc cũng sắp có bản đầy đủ rồi đó. Rất là nhiều thứ trong cái video này. Xem qua một số hình ảnh này chúng ta vô game. Bộ kill thì 1 đến 6, chuột trái chuột phải. Bữa xong có 7-8. Sau đó là LQ. Rồi chỉ là đúp AD di chuyển. Ok, vô game coi thử anh cho. Đây là cái cảnh báo cần phải chạy cái quyền OBS admin trước khi tải game này. Này phiên bản này chỉ là beta thôi, cái này là ngôn ngữ này lên làm cái phần chọn nó hiện đại hơn. Setting field view là không có số luôn nha, tốc độ chuột cũng không có luôn. Độ phân giải thì đương nhiên là lên full HD rồi. Đồng bộ dọc hiện tại FPS đang tương đối ổn định đó. Shadow thì tôi không cần nhiều đâu, cái này thì cần nè, hai thôi. Medium có Northern Lair thì luôn luôn tắt, đúng rồi đó. Blue Titan cũng bình thường thôi. Blue Titan là cái phản cách tầm nhìn của anh em, thì không biết dev con game này có tận dụng nó vô cái HLD, cái LOD không. LOD là khi anh em đứng gần một vật thể, anh em nhìn vô nó thì nó sẽ rất là sắc nét. Thì tương tự anh em đi ra cái khoảng cách xa thì nó sẽ mờ lại tí, thì đi ra xa nữa thì nó càng mờ hơn. Cái LOD đó thì chủ yếu là cho anh em là tối ưu cái đồ họa tốt hơn thôi. Đây là phần âm thanh mình cho. Rồi chúng ta bắt đầu game. Đây là phiên bản beta 0.4524. Tổng dân vật ha, có rất là nhiều lát đây nha. Tộc người nè, tộc tiên nè, lùng nè. Cái này là bán, cái này gọi là cái tộc gì quên đi, mà đọc trong mấy chuyện hoài. Cái này tộc tiên, thiên thần. Sao thiên thần bử gì? Quỷ. Chắc chơi quỷ đi. Thì cái tộc này mình sẽ mất 9900 máu khi mà hết mana.
Gigadam trong lúc bơi và gây sát thương vật lý, sát thương vật lý rồi nữa không chơi đâu, chắc chữ phép đó cho nó ngon. Thấy cái nào cũng vậy à? Coi cái này đi gió đẹp, bên này là cái gì? À chỉnh được luôn, còn cái dưới này là cái gì? À cái này là tóc highlight hai màu. Chỉnh phía dưới là cái gì đó? À, này xoay tới xoay lui thôi, chỉ chỉnh được tóc thôi nha. Với màu gì à? Việt Nam mình dắt màu này đây. Rồi ok, tên game, tên nhân vật. Đây, chọn nhân vật. À, Enter World. Enter World. Background này làm cũng đẹp hết đó nhé. Mà tôi cảm giác hình như nó đứng rồi đó. Cái lót trên này nó cũng không xây nữa. Rồi nó xây rồi, xây rồi. Game này đang cho nổ HD nha. FPS anh em nhìn FPS là ví dụ game rồi đó. Our world was destroyed long ago with the demise of the elemental gods. Thế giới bị phá hủy các chị thần, bởi các chị thần nguyên tố vậy đó. The elements together. Phải coi tình thể gạn nứt kìa. And the fragments scattered across the isles, infusing the land with elemental energy. Cái con game này nó đang bật cái trailer trên cái lúc mà gameplay luôn, nên thành ra FPS nó góp rất là nhiều. Có chính nguyên tố chính đó. Chính nguyên tố là cái gì dài quá rồi, đọc lắm. Fighting for dominance ever since. Each seeks the remnants of the crystal shards to bolster its power. Để tắt bớt nó cho nó chạy một quá. Em để ý mà cái phần viền xung quanh là vẫn đang có con game này nha. Và vẫn đang quay qua quay lại được rồi. Thường người ta là ngũ hành năm nguyên tố thôi, con game này lên tới chín nguyên tố rồi. Trở thành một vua sao thì mình sẽ đi khám phá hòn đảo này, thu nhập các mảnh vỡ và các vật là nguyên tố đó, mang đến cái hòa bình một lần nữa, dùng chiến tranh để đem về hòa bình đó. Rồi ok, đây là chúng ta trong game. FPS hơi thấp một tí, FOV cũng hơi thấp nữa. Chúng ta vô setting, chuột thì tăng tốc lên tí. Sao cảm giác xoay trái mà nó nhanh mà xoay phải chậm, từ cái camera nó lệch. Chúng ta có cái gương vừa sẽ tình chỉnh FPS lại tí đó, lao thôi, lao luôn, lao luôn, nó thậm chí còn dễ nhìn hơn nữa. FPS có cải thiện rất là nhiều. Hiệu ứng thì tôi nghĩ lúc cách kêu nó mới ảnh hưởng thôi. À cái hiệu ứng này là cái ảnh hưởng mà FPS nhiều nhất. Anh em để ý là cái hiệu ứng xuống lầu là nó ảnh hưởng FPS thì có nhiều luôn. Rồi để tôi lock FPS luôn cho nó khỏe 10 người. Nhiều ta? 90 không? 90 đi. Chúng ta mở cái gương ra được là mấy cái bình máu, một cái kiếm. Phi kiếm thì cái trang bị đây quá. Bình máu, bình mana, hồi 60 máu, nhấn chuột phải đi sử dụng, hồi mana cũng 60 mana luôn. Mình này được bao bọc bởi cái lớp là nguyên tố thổ, cái này là sét, này mấy chỉ số của mình. Tắt cái FPS đi ha, game cũng tương đối nặng đó. Đấy, trên thanh hốc 3 này thì hướng dẫn mình lại. Cái gì?
Mình đang trò chuyện với một cái em gái bị nhốt trong cái khối tinh thể này. Mình đang cái tộc là Demon nha. Nên cái em này nói là lâu lắm rồi không có gặp cái tộc Demon của mình lần nào. Em này tên là Feita Song, ngôi sao ca hát à. Ngôi sao ca nhạc. Bị mắc bẫy bởi cái tấm gương ma thuật này. Mình phải là hạ gục hai lính canh đó, hai thằng lính canh để làm cái gì đó, để là trẻ cái đôi cái mảnh tinh thể này ra. Hai lính canh lần nào đều vào nó cao không, có lương bổng gì không, phần thưởng gì không chứ. Anh em để ý ở trong khối tinh thể mà cái miếng vải nó vẫn bay bay nè. Đây đây đây, đây. Một phần thưởng nè. Sau khi em này thất thủ vì đã bị nhốt trong khối tinh thể ra 11 vạn năm. Ai là người lấy cái năng lượng phép thuật của bạn? Phải mê thồ ra gần đó. Cái background này anh em nên để mờ thêm tí nữa. Với cái nút F thoát này á, hoặc là nút continue nữa nên gom lại một chỗ thôi, hoặc là để dưới ốc dưới này nè. Với cái chữ mình là không có nên viết ngang phui cái hàng như thế này. Khi mà anh em chơi cái màn hình lớn, anh em chỉ tập trung vào cái khoảng giữa này thôi. Nên cái đoạn test này tốt nhất là nên để hai dòng, nó chỉ gom 1/3 cái khung này là chính. Chứ thay vì để một đường thẳng từ trái qua phải là phải đảo mắt liên tục. Như cái này anh em có thể viết thành hai hàng xuống dọc nè, nó gom 1/3 giữa thôi. Y là mở cái trang bị, L là mở cái trang ma pháp. Ủa cái này là hệ thổ hả? Mình đang có một cái bao bì của hệ thổ nè, đam cơ bản mấy cái chỉ số đây. Còn cái xét này là bên đây, chắc là tin này quá. Còn khiêu nào nữa không? Tôi thì rất thích thích ba cái khiêu độc này nha. Khiêu độc này hệ mộc. Nhận được cái map mà nóc sấy à. Góc sấy là chắc win win ở đây, người đây nắp xuống đây. What 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 what? Có bản đồ không? Chỗ này chỗ nãy mình đi ra có cái nguồn sáng ở đây. Đi theo cái đường mòn đây. Mình cần phải đi đến cái điểm đích đó. Cái double zoom luôn nghe không? Double zoom là mình nhảy bằng cánh á. Đi bay được luôn kìa. Bay té xuống mất máu. Rồi dịch quay Bắc Kinh thôi. Thì cách nguyên tố thì sẽ phá hủy mấy cái hiệu ứng nguyên tố khác thôi. Chắc là tương sinh tương khắc nguyên tố. Hai nguyên tố có thể kết hợp với nhau. Kêu mình đi đầu quẳng hả? Ở đâu? Sao nhân vật tôi bị gì vậy nè? Con gà mổ tóc à?
Rồi tiếp theo đi theo con đường mòn thôi. Này là cái gì? Đây là hướng dẫn. Rồi đâu, nó cho mình sẽ cho mình cái ghiều để đi đập đá. Trời ơi, đổi vũ khí bằng nút cấp tốc, sao không dùng nút pháp á, đi dùng nút cấp tốc. Tạo vô được xuyên cái hang luôn nè. Nhận được cái một cầu vòng. Hello. Rồi đi đây nhận quét thôi. Tôi nhìn thấy mỗi cái dòng một mà không thấy mặt luôn á. Em này là healer thôi. Em này là trong cái hội chị em bảy, hội bảy chị em gì đó, đã nhận được cái sức mạnh từ cái viên thủy tinh hồi phục. Thì em này có thể giúp mình hồi máu trong cái đó, nhưng mà phải trả một cái giá là 1.000 vàng. Không, anh có bình máu em à. Mà sao em có dấu chấm than? Em có nhiệm vụ gì không? Tiền của mình có 48 vàng à. Chị gạ em nó đi. Coi không đủ tiền thì có được trả bằng cơ thể không? Không luôn. Đây có cái biển chỉ đường nè. Bên trái đền thờ, bên phải là thị trấn à. Đi có tàu, có tàu. What? Đi bớt à? Sau khi chết thì mình sẽ mất 20% cái lượng vàng và sẽ là chuyển về cái khối tinh thể gần nhất. Cái khu mình chết thì sẽ được đánh dấu bằng cái đường màu vàng đó. Để đó thì mình có thể lục lại được vàng. Nói chung mình chết là mất tiền thôi. Sao ánh sáng gì đó đổi đột ngột vậy nè. Lâu lâu mấy cái camera nó tự xây nữa. Đi nào anh ơi. Ở đây cái đường mòn đây giờ nó bị mà mở cái test ra nó mất cái hệ màu. Để cái cánh nó chèo mày mình phết luôn á. Đó, có màu đây rồi. Cái lỗ nãy mình đào nó còn không đó. Nè, cái lỗ nãy mình đào nó vẫn còn à. Nãy mình nạp cái thủy tinh thể này rồi thì đáng lẽ mình phải hồi phục ở đây chứ.
Sao nó cứ dán đây quả giấy? Nó chỉ mình chạy cái cánh này à, nhưng mà không biết được bay đi đâu á. Chỗ này tôi nghi như dép làm ra để test kill á, mà mình cứ vô tình mình đọt đây hoài à. Cái khả năng cao là lót mà cái nhập thể nó không có đầy đủ. Nó anh game này còn phải trau chuốt chèo quý tôi rất là nhiều đó. Sơ sơ thì nhìn cái phong cách đồ họa cũng tạm ổn rồi. Giờ chả biết bay đâu luôn. Cái miếng đó thì chắc tép tạo ra để mà coi feedback đồ thôi. Lâu lâu camera nó tự động giật đi hướng đó, đó bị nó nè. Đè nút E là bay lên nha. Mà mình bay đâu giờ? Bay qua bển phải không? Còn con cá nó bự kìa. Đây, bay đây quá. Đó. Đã là trở về bờ rồi anh em ơi, vào bờ rồi. Sao cái cây nó mọc ở dưới thế này? Rồi nó đánh từ quanh hết luôn. Mình đang đâu vậy nào? Học được cái phép là cái cổng dịch chuyển. Nhưng mà nó nằm ở đâu? Đây 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 đây. Thêm cái skill mới nữa nè. Hai cái hệ thổ đầu tiên đi. Xuống không? Đưa mình về thị trấn. Số 1. Kêu gì phản quá vậy? Kìa. Lưu tinh vẫn thật. Số 2 là tạo xét ra. Thì mình chém chắc nó lan á. Số 3.
Ôi còn phèn hơn khiêu chuỗi đá nữa. Núp gì ta, núp gì để vô đó. Núp gì để vô bộ khiêu. L, L. Hệ thổ rồi. Đây. Nó không có mô tả cái khiêu sao để mình đọc nó nha. Chiều tạo cái bóng này không có gì khác bọc máy phải chết ở đây. Kìa. Ném đá hội nghị nè. Ủa gì ghê vậy? Hết mana rồi. Chết luôn kìa. Ủa đâu? Mình chết á. Trụ đạn á. Cái nha. Mình có thể nâng cái kỹ năng của mình lên, nhấn nút Y trong cái cửa sổ đó là cộng thêm mấy cái chỉ số của mình nữa, nhấn nút đờ để tăng mấy kêu rồi ok. Cõi em hiểu ơi, bấm gói ít không được. Không bấm nút gì được luôn anh em ơi, chúng ta kẹt đứng ở đây rồi. Ít kép cũng không được luôn. Dùng thách manager thần thánh thôi. Đây. Làm lại. Tôi bắt đầu cảm thấy cây cú nữa nha. Ủa level mấy rồi đó? Chúng nó vẫn level 1 như cũ nha. Tôi nghe tiếng rút kiếm rồi đó, mà game chưa có load vô nữa. Dẫn level 1. Mất luôn hai cái xác của mình ơi. Ủa chỗ nào đâu? Ừ đúng chỗ này nãy nè. Kìa quái kìa. Ôi nó bay như tên lửa luôn.
quái đủ tiền rồi. Nếu xong mình nuốt máu. Lên bờ 20. Thôi thôi thôi. Combo, combo rất là nghe thật luôn. FF đây. Thổi thổi. Cấp liên tục luôn, anh em thấy sao? Chọn vị trí chung giao tranh đó. Nhấn vô cái tutorial đó là mình có khi rồi bay game như nãy nữa. Còn quái nữa không? Bây giờ nhấn y lên ba level luôn. Trên đét hay ghi cái skill của mình là cộng heo gì cũng biết nữa. Lưỡi hái tử thần màu đỏ. Ủa cái này màu vàng. Cái kiếm mình tới 300 tiền rồi. Nhưng mà nó trả bonus FF gì hết. Trong khi cái cây mà lưỡi hái tử thần này cộng 400 phép. Nhưng mà nó giá có trăm mấy đồng à. Cái lá này. Ê, ê, ê. Lũ đáng. Thôi không sao mất tiền thôi. Tiền mình chả có bao nhiêu đâu. Cái kiếm này màu vàng á. Cái này cũng màu vàng luôn. Nhưng mà cái vạch này nó màu đỏ là sao? Rồi chúng ta có được một tí thang. Còn cái này là bụi cầu vòng. Bây giờ tăng lên. Coi mấy cái skill này nó cộng hay cái gì. Không biết tăng cái gì cứ tăng máu đi. Với tăng phép. Ok. Rồi bây giờ tới kill chữ L. Chữ L đây. Ủa cái kill này kill mới của mình phải không ta? Ngon, kết hợp hai kill được luôn kìa. Được. Ok. Thổ. Kill này kill gì? À cái kill cái cổng. Gì đây, gì đây? Đó, chịu hồi xương. Số 9. Ok. Đó, ra đây để anh. Nhìn phèn quá vậy. Cái tướng đứng người mẫu này chứ. D.
Đây nè, khiêu hôn của mình có 4 điểm nè. Nhưng mà không mở phá được. Đây nhấn và giữ chuột phải. À nhấn chuột trái chứ. Tốn 31 mana. Cái kill này thì tốn cũng 31 mana, 50 dam. Cái kill hệ thổ đầu tiên thì 50 dam luôn. Cái kill hệ gió rồi. Các béo nhào đâu? Đấy. Cái kill gió là cái kill mà combo cuốn hết mọi thứ vô á. Tăng rất nhiều thứ luôn nha. Đi để biết đi không đó. Ôi vãi, giờ đi qua đây ấy. Không về bên con tiên cá kia mới được, khốn nạn. Con tiên cá rồi. Kìa. Nó bà chín không? Ấy, nó biết bay nữa. Đừng. Ở dưới con sương, ở trên con tiên cá. Con sương mình gọi ra là nó đứng đó luôn rồi. Nó chết cụ rồi, nó bay theo mình luôn rồi. Ta em chị ơi, không xài kêu được nghe. Không đánh đấm gì được luôn. Bỏ đi bạn. Ừ nó bỏ rồi, nó bỏ rồi. Chết chưa ta? Độc lắm, quái độc lắm. Hình như nó cuốn để mình vô luôn hay gì? Hết mana rồi. À, nhanh nào. Bên nó để mình phụ lút đồ. Dạ. Mình tăng cái skill kia nhiều quá rồi, bây giờ không đủ mana. Chỉ con đá level 2 mấy đó.
Nước cũng mất mana nữa. Hồi quái sao đông dữ vậy nào. Thằng để mình đâu ra vậy? Bảo xét. Rồi chết luôn. Không hiểu tại sao. Phiêu nó quá có nhìn. Chúng ta có đồ mới nhiều lắm. Cái đồ tím với đồ đỏ à, cái đồ tím nó vẫn ngon hơn á. Mình lên được hai chỉ số nữa nè. Không sao con này có lên trên không vậy? Tăng máu đi. Không biết tăng gì thì cứ tăng máu rồi. Cho bị kẹt ấy. Cái pháo vô chỗ nào vậy nào? Mới đốn ngã nguyên cây luôn. À đây có cục phi tinh nữa. Cặp lóc. Tào quang. Đào được cục đu mút gì đó. Hai cục. Chết rồi, đạo xuyên qua thế giới mà. Dòng này là sao ta? Chỗ này nó trống quá. Đứng combat đây bất lợi lắm. Trời đông có quá làm gì. Chết chưa. Có cái lưỡi cưa gì đây nữa nào. Mỗi cục này làm gì. Giờ sao về làng đây? Bán thì
đó về bờ rồi. Cái bờ này nó không có mà cái nền. Không ngủ được hả? Ngủ vậy? Tăng kêu. Cái siêu gió hồi nãy mình tăng nhiều quá nên nó tốn mana nhiều. Trời, một điểm vô nó tụt có một mana. Em này đẹp quá vậy. Anh niên kia đứng dính vô cột rồi. Ai thiết kế cái cầu thang này vậy? Nhân vật này đang bay lên ngoé trên kìa. Có gọng luôn. Sao Kamiga nó cứ giật qua bản hoài đó. Kìa. Chụp tấm hình mà nó khó bãi. Không em nào mặc váy với anh. Toàn mặc quần dài không à. Did you hear what the barman down the road did? Disgraceful if you ask me. Sao nãy nhảy cao lắm mà ta. Đi thấy cái lá linh hồn. Hồi nào mà đã gặp lại. À cái em này nãy hình như bị nốt trong cái cục băng đúng không? Thì bây giờ đi các cái cục phi tinh thể đó để lấy nơi sức mạnh cho em đó. Rồi biết dũng cảm rồi. Dũng cảm mà mài ra ăn được thì cũng giàu rồi. Cái gì đó. Rồi gác game nữa rồi. Ok. Hơn 30 phút với game này chắc gần tiếng rồi. Mọi thứ thì không được suôn sẻ cho lắm. Rất là nhiều cái lỗi bớt luôn. Thêm cái nữa là thiết kế của UI nó hơi tệ tí. Ngoài ra cái gameplay với hiệu ứng chưa thức thì nhìn đẹp lắm. Nhưng mà hơi khó nhìn chứ khó control. Còn lại thì bối cảnh thế giới này thấy xây dựng thì cũng tạm ổn. Đẹp. Gần như là nhét rất là nhiều thứ vô. Rồi, hôm nay gần ở đây thôi. Ok, bye bye anh em.